Lời Chúa theo Thánh Luca, chương 21, từ câu 20 đến câu 28. Khi anh em thấy thành Jerusalem bị các đạo binh vây hãm, bấy giờ anh em hãy biết rằng đã gần đến ngày khóc hại của thành. Bấy giờ ai ở miền Giu-đê hãy trốn lên núi, ai ở trong thành hãy bỏ đi nơi khác, ai ở vùng quê thì chớ vào thành. Thật vậy, đó sẽ là ngày báo oán, ngày mà tất cả những gì chép trong Kinh Thánh sẽ được ứng nghiệm. Khốn thay những người mang thai và những người đang cho con bú trong những ngày đó, vì sẽ có cơn khốn khổ cùng cực trên đất này, và cơn thịnh nộ sẽ giáng xuống dân này. Họ sẽ ngã gục dưới lưỡi gươm, sẽ bị đầy đi khắp các dân, các nước, và Jerusalem sẽ bị dân ngoại giày xéo cho đến khi mãn thời của dân ngoại. Sẽ có những điềm lạ trên mặt trời, mặt trăng và các vì sao. Dưới đất, muôn dân sẽ lo lắng, hoang mang trước cảnh biển gào, sóng thét. Người ta sợ đến hồn siêu phách lạc, chờ những gì sắp giáng xuống địa cầu, vì các quyền lực trên trời sẽ bị lay chuyển. Bấy giờ, thiên hạ sẽ thấy con người đầy quyền năng và vinh quang ngự trong đám mây mà đến. Khi những biến cố ấy bắt đầu xảy ra, anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được cứu chuộc. Quý vị và các bạn thân mến, thỉnh thoảng chúng ta nghe trên mạng truyền thông xã hội hoặc nghe ai đó nói về những việc sẽ xảy ra trong tương lai, như sắp có chiến tranh, lũ lụt hay tràn ngập ngày tận thế. Nghe những tin giật gân như thế, ai mà không sợ. Hôm nay, tin mừng Thánh Luca thuật lại việc Chúa Giê-xu tuyên báo trước thành Jerusalem sẽ bị tàn phá nặng nề. Những người đương thời với Chúa Giê-xu chắc chắn sẽ hoang mang và lo lắng. Nhưng với chúng ta, sự kiện bị phá hủy đền thờ chính là hình ảnh tiên trưng cho ngày cánh chung. Ngày đó đến, hẳn sẽ có nhiều người vui mừng, nhưng cũng không thiếu người đau khổ và thất vọng. Ngày đó sẽ trở nên đáng sợ cho những ai không nhận ra dấu chỉ sám hối và canh tân. Nhưng cũng ngày đó, nhiều người sẽ vui mừng hãnh diện vì đã chuẩn bị sẵn sàng bằng việc thức tỉnh và cầu nguyện. Chúng ta đang sống trong những ngày cuối cùng của năm phụng vụ. Đây là thời điểm cần thiết nhắc nhở mỗi người chúng ta ngày tận cùng của vũ trụ, và cũng là giới thiệu cho chúng ta về một trời mới, đất mới, nơi Đức Kitô làm vua cai trị muôn đời. Với niềm tin, chúng ta hy vọng Đức Kitô sẽ ngự đến trong vinh quang, sẽ có những điềm lạ xảy ra. Điềm lạ phải chăng là những dấu chỉ của thời đại mà Chúa muốn cảnh tỉnh chúng ta trước? Hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên là sứ điệp mà Đức Kitô nhắn gửi cho mỗi người chúng ta hôm nay. Vậy chúng ta phải chuẩn bị thế nào ngay từ bây giờ để có thể đứng thẳng và ngẩng đầu thực sự khi Ngài đến? Lạy Chúa Giê-xu, cuộc sống gia đình của chúng con dù vất vả hay an nhàn, xin cho mỗi thành viên trong gia đình luôn biết yêu mến Chúa, yêu mến nhau và biết luôn ngẩng đầu lên để hướng về quê hương thiên quốc, nơi chúng con hy vọng sẽ được chung hưởng hạnh phúc muôn đời bên lòng Chúa yêu thương. Amen.